Rồi, hello, chào các bạn nha. Bây giờ sẽ cắt thử ăn một trái thanh long các bạn ơi. Để nó chín rồi. Cắt ăn thử một trái coi nó có ngọt hay không. Trên tay đang có cái kềm. Cái kềm giả chiến này nè. Để cắt cái trái đó. Đó, cái trái đó. Cắt thử nha. Để coi ăn cái vị nó như thế nào nha các bạn. Bên này có 3 trái thì bây giờ cắt thử một trái trước, còn 2 trái kia để lại coi sao ha. Thì trái này là trái, 3 trái này cũng tương đương với nhau mà, chứ không có phải là to nhất đâu. Ba trái này cũng tương đương với nhau rồi. Rồi, chắc mình bẻ luôn quá. Để cái kèm xuống bẻ luôn. Rồi, xong rồi đó các bạn. Rồi, 2 chiếc kia để lại nha. Cái này đã cắt xong rồi nè. 2 chiếc kia để lại. Coi sao ha.